Rồi, xin chào các bạn. Sẵn cái hướng dẫn trồng lan hồ điệp này thì Mai Quy xin hướng dẫn các bạn cái cây lan mà nhiều bạn hỏi là có nên treo ngược hay không, và tại sao chúng ta treo ngược. Thấy người ta làm cái mình làm theo, đúng không ạ? Cái đó phần này là rất là nhiều bạn gặp phải. Thì Mai Quy dựa theo cái phần kinh nghiệm, dựa theo cái những cái lý thuyết đã được học trồng lan để Mai Quy làm cái hướng dẫn cho chúng ta. Khi cây lan treo ngược như vậy là mục đích chính là để dành trồng dần dần để không làm hư cây. Các bạn nhớ điều đó nha, chứ không có tác dụng gì nhiều hết. Các bạn nhớ nha, khi chúng ta mua lan về trong vòng một tuần chúng ta mới trồng được thì chúng ta nên treo ngược, tại vì lúc đó chúng ta tưới nước thoải mái, nước nó không có động vô những cái nách lá, không có động vô những cái nách lá, không động lên đỉnh lá ngọn, không bị hư. Chúng ta treo ngược, chúng ta tưới thoải mái, nước nó sẽ tuôn xuống hết. Một tuần hai tuần trồng lan cũng được, không sao. Nhưng nếu chúng ta mà trồng hôm nay làm, ngày mai trồng, hai ngày trồng, thì các bạn cứ để đứng vậy đi, đừng tưới nước, tưới sương sương dưới gốc, chứ để nằm gì cũng được, để nằm gì cũng được, tưới luôn cho nó ra nước luôn, khỏi treo ngược, tốn dây tốn sức, nhưng chúng ta để dành chúng ta treo ngược, nó đơn giản vậy thôi đó. Chứ không phải treo ngược là bí quyết làm cho cây tốt hơn hay là cây nó sẽ rễ nhanh hơn này kia. Các bạn thử treo ngược thời gian trồng si cây yếu xìu luôn, cây đó treo vào cả tháng đi, cái lá non nó mọc ra nó đi ngược lên luôn, rễ nó chổng ngược lên luôn, nó chổng ngược lên cây si luôn, để lâu là si. Treo ngược trong vòng khoảng một tuần hai tuần thôi các bạn ha, không được để lâu, các bạn nhớ điều đó. Để lâu là cây nó sẽ si, nên treo ngược chỉ là hình thức để chúng ta chờ trồng lâu quá cây nó sẽ dễ bị thối, nên chúng ta không để đứng được, chúng ta phải treo ngược xuống. Thì cây lan rừng cũng vậy, về người ta về cả tấn đúng không các bạn, mà ta để sắp lớp vậy đi, mà ta tưới nước là thúi hết, tại vì nó không có khô, nó bị khít nhau mà, tại để nằm khít vậy thôi. Nhưng về một tấn cả tháng mới trồng xong, chất trồng về chưa kịp, chậu chưa kịp, chúng ta lấy một tấn đó chúng ta treo vậy đi, gom một bó lại 50 cây gom lại chúng ta trồng, chúng ta treo ngược lại, thì trong vòng một tháng đó chúng ta trồng, hay hai tuần chúng ta trồng, tuyệt vời, không sao hết. Thì cái đó là những cái hình thức mà để chúng ta treo ngược thôi, chứ cũng không phải là cái gì gọi là cao siêu. Để Mai Quy qua cái video này muốn giới thiệu chúng ta những cái phần đó, thì hy vọng là các bạn sẽ, nếu các bạn thấy có bị sai cái gì đó thì các bạn góp ý chân thành ha, chứ chúng ta không có bạn gọi là gắt gao. Nhiều bạn cứ nói ôi cái này đúng cái này sai, ôi phức tạp lắm, thì Mai Quy nhiều lúc cũng ngại rất là chia sẻ những phần này. Thì chúc các bạn có những cái giò lan đẹp và thành công trong việc trồng những cây lan chinh phục ha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp các bạn những video chia sẻ khác. Xin chào các bạn.